Các bé ơi, gắp thú bông thôi nào. Ở đây có ai gắp được thú ở các trung tâm thương mại chưa? Chứ chị là chịu rồi đó. Do nhiều lần không thành công nên chị đã quyết định sắm hẳn một chiếc máy gắp thú riêng để thỏa sức mà không bị ức chế. Máy gắp thú bông này trên 3 tuổi là có thể chơi được rồi nha. Trong đây thì sẽ có các chú gấu nhỏ này, ngoài ra còn có những quả bóng để mình cho đồ chơi vào nữa. Sẽ có một chiếc cáp sạc và tất nhiên nhân vật cuối cùng chính là chiếc máy gắp thú này đây. Ở đây thì đã có một vài thứ có thể nhét vào trong quả bóng rồi, ví dụ như chiếc nhẫn này này. Hoặc là các em có thể nhét một cái phần thưởng bất kỳ nào đấy vào những quả bóng này nhé. Bây giờ chúng ta hãy bỏ gấu bông và bóng vào trong máy nào. Chúng ta sẽ mở chiếc nắp ếch ở phía trên, sau đó cho vào. Các bé lưu ý là cho ít thôi, nếu không lúc gắp sẽ rất là khó đấy. Chứ lúc đầu là chị cho nhiều quá thì nên phải bỏ ra bớt mới gắp được đây này. Chị đã gắp được một quả bóng rồi này các em. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gắp tiếp đến những con thú nhé. Đây, chị thấy con thú màu hồng này có vẻ dễ gắp này. Chị đã gắp được rồi nè. Các bé nhớ là chỉ có 60 giây để gắp thôi, thế nên các bé hãy nhanh tay lên nhé. Chúng ta sẽ có cần điều chỉnh cũng như là cần để mà hạ xuống. Chị ưng cái mẫu máy gắp thú này quá, chắc là chị sẽ chơi cả ngày mất. Các bé ơi, hãy sắm cho mình một chiếc máy gắp thú để không phải đi ra tận trung tâm thương mại thì mới có thể gắp thú được nhá. Cuối cùng thì chào tất cả các em, hẹn gặp em ở những video sau.